Rồi lên tiếp tục lên cho các bạn cặp niền nha. Một cặp niền là 50, đây là một cục niền 50 và là một cặp niền 90. Đó là anh em lên xe gì cũng được nha các bạn. 50 90 thì anh em có thể lên xe 50 cũng được, 70 cũng được, 90 cũng được. Thì 50 thì nó đi niền 1.2, còn 90 thì đi niền 1.4 các bạn. Cặp niền 50 là cặp niền Union 96 đời 92 các bạn. Đây, dành cho anh em nào lên xe 50 thì lên cặp này nha, rất là đẹp nha anh em. Đấy, quá đẹp luôn, xuất sắc, quá đẹp. Này có mè tí xíu cho đây này, đó đó, rất là đẹp nha. Đây là viên tháo xe 86 đời 92. Thì xe, tất cả mọi xe 50 anh em đều có thể lên cặp niền 50 nha. Rồi ở đây cặp niền 90, cặp niền 90 thì anh em có thể lên cho xe CD rồi 50, 70, 90, 67 rim Thái, xài chung hết nha các bạn, xài được hết luôn. Rim Thái nó là Shimoguchi, mà anh em muốn gắn niền Nhật cũng được luôn. Shimoguchi là rim Thái các bạn, niền Thái, mà anh em muốn gắn niền Nhật cũng được. Này là niền 1.4, này Araya da băng 1.4 các bạn. Nè, Araya da băng 1.4 nha. Đó, rất là đẹp. Thì cái này anh em lên xe 50 ok, 70 càng ok nữa, mà 90 là đúng đời. Đó, thì 50 là lên cặp này, 70 là lên cặp này các bạn. Đó, đây là niền nha. Còn anh em muốn lên lớp da băng thì có lớp da băng, mà lớp Thái có Thái, mà lớp Việt Nam thì tặng luôn nha các bạn. Cam bên mình cũng có luôn nha. Cam à, lấy bộ cam, giờ mới về một bộ cam các bạn. Đây, chưa, vừa mới về bộ cam, quên khoe cho các bạn luôn, khoe luôn bộ cam nha, cho nó đủ bộ. Đây bộ cam nè anh em, vừa mới về được bộ cam, rất là đẹp nha anh em. Không bị xét một cây nào nha. Đó, đầu cam đẹp nha, không bị xét nha, chân cam còn vàng 7 màu, rất là đẹp luôn. Đó, đùm thì có luôn nha, đủ cho anh em ráp nguyên con xe đùm đây. Đó, kính thưa các loại đùm 78, đùm cánh én, rồi đùm CD, đùm cúp custom 81-86, rồi đủ. Đùm 67 thì có luôn, đùm 67 trong đây, anh em chơi đùm 67 thì có đùm 67 nha. Rồi, rất là nhiều thứ để có thể anh em lên được nguyên một cặp bánh các bạn. Còn đây cặp bánh của thằng custom 100, còn nguyên cặp bánh này nè. Đó, anh em lên xe Dream ok các bạn. Đấy, rất là đẹp nha. Rồi, anh em nào lên cặp niền thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản, rồi anh mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn.